Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu override cho một cái module. Ví dụ chúng ta đi vào trong admin, chúng ta sẽ tạo ra một module mới. Chúng ta nhấn new. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào cái last new này để tạo ra một module. Chúng ta sẽ đặt tên last new. Chúng ta chọn vị trí để hiển thị. Chúng ta sẽ cho nó hiển thị vào vị trí left. Và để làm nhanh thì chúng ta sẽ chọn đúng cái template của chúng ta. Đây là vị trí left, chúng ta chọn vào nó. Và sau đó chúng ta bấm save. Tiếp đó chúng ta hãy thử refresh ở phía ngoài. Thì các bạn đã nhìn thấy chúng ta có một phần là last new. Vậy thì lúc này chúng ta override như thế nào? Chúng ta sẽ đi vào trong mã nguồn của Joomla. Chúng ta mở cái thư mục module ra. Chúng ta tìm tới module article last. Đây chính là cái phần mà hiển thị ở phía bên tay trái mà chúng ta mới đưa từ trong phần admin ra. Lúc này chúng ta bấm vào module và chúng ta bấm F2 để chúng ta copy cái tên của module này. Tiếp đó chúng ta vào thư mục template, chọn vào template path, vào thư mục HTML, kích chuột phải, tạo ra thư mục mod articulat. Tiếp đó chúng ta quay trở về phần module. Chúng ta đi vào cái mod mà chúng ta muốn chỉnh sửa, copy tập tên default và chúng ta paste vào trong cái phần mod này. Tiếp đó chúng ta hãy thử refresh lại xem có vấn đề gì hay không. Thì các bạn thấy mọi thứ vẫn hiển thị bình thường. Lúc này chúng ta hãy đi vào trong tập tin default này. Chúng ta Ctrl A và chúng ta bấm delete. Sau đó chúng ta hãy refresh ở phía ngoài. Thì các bạn đã thấy chúng ta làm biến mất đi cái danh sách những cái tin vừa đưa lên. Bây giờ chúng ta hãy thử chỉnh sửa một cách đơn giản nhất. Chúng ta đi vào lại mã nguồn. Chúng ta bấm Ctrl Z để trả lại dữ liệu. Chúng ta thay đổi giá trị ở đây, không để là UL nữa mà chúng ta để là OL. Chúng ta save lại và chúng ta hãy thử refresh. Thì các bạn đã nhìn thấy các giá trị ở phía đầu này của chúng ta đã thành số. Vậy là chúng ta đã override được module last new. Điều này tương tự với các module khác. Các bạn chỉ cần tạo ra một cái thư mục trong HTML. Tiếp đó là tập tin layout của cái phần đó và chúng ta chỉnh sửa theo ý chúng ta muốn mà không hề đụng vào trong mã nguồn của Joomla. Nhưng có một điều. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ được mã nguồn ở trong các module và các cái giá trị mà nó truyền ra phía ngoài tập tin default.php là những giá trị gì để chúng ta có thể xử lý được. Và lúc này nếu các bạn nhìn ở đây thì các bạn đã thấy những cái phần rất là quen thuộc mà chúng ta đã thực hiện ở trong các bài học trước. Vậy là chúng ta đã học xong kỹ thuật override lên module. Trong phần sau chúng ta sẽ bắt đầu đóng gói cái template của chúng ta.